Nga đã đưa vào sử dụng hệ thống phòng không S-550 mới có khả năng tấn công tàu vũ trụ và tên lửa tầm cao, bao gồm cả các loại vũ khí siêu thanh. Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga mô tả S-550 là một hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược di động hoàn toàn mới, vô song ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chúng có khả năng tấn công tàu vũ trụ, đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và vũ khí siêu thanh. Hệ thống phòng không S-550 được thử nghiệm thành công ở cấp cao nhất và đã được bàn giao cho các đơn vị chiến đấu. Theo nguồn tin của thông tấn xã Tasser, sự xuất hiện của hệ thống phòng không mới này đảm bảo Nga sở hữu một cấu trúc phòng thủ tên lửa và phòng không nhiều lớp. Nga tự hào có hệ thống pháo và phòng không Panzer che phủ độ cao thấp, các hệ thống phòng không tầm xa S-350, S-400 và S-500, cũng như S-550, ngăn chặn được các mối đe dọa từ không gian. Hệ thống phòng không S-550 được phát triển trong bí mật và công chúng chỉ biết đến sự tồn tại của nó vào đầu tháng 11. Vào thời điểm trên, trong một cuộc họp do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu mô tả hệ thống phòng không hiện đại là một trong những vũ khí quan trọng của quân đội Nga. Tiếp sau đó, ông Sergei Chemizor, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp quân sự Rosatech, nói S-550 có khả năng phát hiện mục tiêu lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.